Đại học Chiết Giang dù là trường đại học nổi tiếng tại Trung Quốc nhưng vẫn được cho là không có tiếng tăm rộng rãi như Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh. Thế nhưng trong số các trường đại học lớn ở Trung Quốc, nó vẫn được coi là một ngôi trường danh tiếng hàng đầu. Đối với nhiều người Trung Quốc, việc được nhận vào ngôi trường như thế đã đồng nghĩa với việc họ đạt được sự thành công trong cuộc sống. Gần đây trên mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền một đoạn video gây ấn tượng với tiêu đề "Nửa đêm tại Đại học Chiết Giang" và nó đã thu hút được sự chú ý và thảo luận sôi nổi từ mọi người. Video này được quay lại tại khuôn viên của Đại học Chiết Giang vào lúc 11 giờ 30 phút tối. Thông thường tại thời điểm này chúng ta đã ngủ rồi, nhưng ở các trường hàng đầu điều này không giống như vậy. Trong các lớp học của Đại học Chiết Giang vẫn còn rất nhiều sinh viên đang chăm chỉ học tập. Đã quá muộn, thậm chí các bảo vệ của trường cũng phải tới từng lớp để đuổi học sinh ra về. Nếu bạn nghĩ rằng sau khi bị đuổi ra khỏi trường những sinh viên này sẽ quay trở lại ký túc xá để ngủ thì bạn đã lầm. Sau khi rời khỏi phòng học, nhiều bạn sinh viên không về nhà mà tìm một chỗ ở trong hành lang hoặc sân trường để tiếp tục học cho đến khi hoàn thành. Người quay video tiếp tục tìm kiếm một quán cà phê nhỏ nằm gần khuôn viên trường giữa đêm, nhưng thậm chí cả quán cà phê này cũng vô cùng đông đúc, không khác gì một thư viện nhỏ. Khác với các quán cà phê khác, sinh viên ở đây không ngồi thư giãn, trò chuyện hay uống cà phê, mà họ ngồi học chăm chỉ dưới ánh đèn mờ. Thậm chí người quay video còn bắt gặp không chỉ các sinh viên mà cả giảng viên của Đại học Chiết Giang cũng ở đó đến sáng sớm mới rời khỏi.